68. Phẩm phương tiện thiện xảo. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy thì đã phát tâm Bồ Đề bao lâu rồi? Phật bảo: Thiện hiện, đại Bồ Tát này đã phát tâm Bồ Đề trải qua vô số trăm ngàn trăm ức muôn ức kiếp, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy thì đã từng thân cận cúng dường bao nhiêu đức Phật? Phật bảo: Thiện hiện, đại Bồ Tát này đã từng thân cận cúng dường hằng hà sa số chư Phật, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy thì đã trồng những căn lành thù thắng nào? Phật bảo: Thiện hiện, từ khi đại Bồ Tát này phát tâm Bồ Đề đến nay, không có căn lành nào do bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa tạo ra mà vị ấy không siêng năng tu học cho viên mãn. Nhờ vậy, vị ấy thành tựu phương tiện thiện xảo này. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào thành tựu năng lực phương tiện thiện xảo như vậy thì thật là hiếm có phải không? Phật bảo: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói, đại Bồ Tát này thật là hiếm có. Thiện hiện nên biết, như mặt trời mặt trăng quay quanh và chiếu khắp bốn đại châu thế giới, làm các sự nghiệp, các loài hữu tình ở trong đó nương theo thế lực của ánh sáng ấy mà hoàn tất công việc của mình. Cũng vậy, bát nhã ba la mật đa chiếu soi khắp năm ba la mật đa làm các sự nghiệp, năm ba la mật đa như bố thí vân vân nương theo thế lực của bát nhã ba la mật đa đều hoàn tất công việc của mình. Thiện hiện nên biết, như chuyển luân vương, nếu không có bảy báu thì không gọi là chuyển luân vương, phải có bảy báu mới gọi là chuyển luân vương. Năm ba la mật đa như bố thí vân vân cũng lại như vậy, nếu lìa bát nhã ba la mật đa thì không được gọi là ba la mật đa, không lìa bát nhã ba la mật đa mới được gọi là ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, giống như người nữ xinh đẹp giàu có, nếu không được người chồng mạnh mẽ bảo vệ thì sẽ bị kẻ ác lăng nhục, còn nếu được người chồng khỏe mạnh bảo vệ thì không bị kẻ ác lăng nhục. Năm ba la mật đa như bố thí vân vân cũng lại như vậy, nếu không được năng lực của bát nhã ba la mật đa bảo vệ thì dễ bị thiên ma và quyến thuộc của chúng ngăn cản phá hoại. Nếu có năng lực bát nhã ba la mật đa bảo vệ thì tất cả thiên ma và quyến thuộc của chúng không thể ngăn cản phá hoại. Thiện hiện nên biết, giống như tướng quân mạnh, thông thạo binh pháp, khéo trang bị các loại áo giáp và vũ khí bền chắc, nên quân địch ở nước lân cận không thể làm hại. Năm ba la mật đa như bố thí vân vân cũng lại như vậy, nhờ không lìa bát nhã ba la mật đa nên thiên ma và quyến thuộc của chúng, những người tăng thượng mạng cho đến Bồ Tát Chiên Đà La vân vân đều không thể phá hoại. Thiện hiện nên biết, như các vua nhỏ ở châu Thiện Bộ, tùy thời mà triều cống phục dịch chuyển luân thánh vương và nương theo luân vương ấy để đến nơi tốt đẹp, cũng lại như vậy. Năm ba la mật đa như bố thí vân vân, theo hỗ trợ bát nhã ba la mật đa và nhờ thế lực bát nhã ba la mật đa dẫn dắt mà chúng mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết, như các dòng sông ở phía đông châu Thiện Bộ đều chảy vào sông Hằng lớn và theo sông Hằng chảy vào biển lớn, cũng lại như vậy. Năm ba la mật đa như bố thí vân vân đều được bát nhã ba la mật đa sâu xa dẫn dắt mới có thể đạt được trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết, như tay phải của người có thể làm mọi việc, cũng vậy bát nhã ba la mật đa có thể tạo ra tất cả pháp lành thù thắng. Thiện hiện nên biết, như tay trái của người làm việc không được tiện lợi, cũng vậy năm ba la mật đa trước không thể làm phát sanh các pháp lành thù thắng. Thiện hiện nên biết, giống như các dòng sông dù lớn hay nhỏ hễ chảy vào biển thì đều có vị mặn, cũng vậy năm ba la mật đa trước phải nhập vào bát nhã ba la mật đa mới có thể đến bờ kia. Thiện hiện nên biết, giống như chuyển luân vương muốn đến chỗ nào thì có bốn đạo quân đi theo sau và bánh xe báu đi trước. Vua và bốn loại quân muốn ăn uống, bánh xe báu liền dừng. Sau khi đã ăn uống, vua muốn đi, bánh xe liền đi trước. Bánh xe ấy đi hay dừng là tùy theo ý muốn của vua. Khi đã đến nơi thì nó không còn đi trước nữa. Cũng như vậy, năm ba la mật đa ở trước và các pháp lành muốn đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì phải nhờ bát nhã ba la mật đa đi trước dẫn đường cùng tiến và dừng, không được rời bỏ nhau.
nếu đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì bát nhã ba la mật đa không còn đi trước nữa. Thiện hiện nên biết, giống như chuyển luân vương, muốn đến nơi nào thì có bốn loại quân bảy báu đi theo ở phía trước và sau. Bấy giờ tuy bánh xe báu đi đầu nhưng nó không phân biệt tướng trước sau. Cũng vậy, năm ba la mật đa trước và các pháp lành, muốn đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phải